Rồi. Con ngỡ hôm qua nè, hôm qua em thấy cái vô số tung nè, em thấy con ngỡ không? Hờ tờ nè, em đỏ nè đó, em thấy không? Đó em thấy sẽ 3 4 3 4 3 đó rồi vô đó, đặc biệt đó. Thấy không này 3 4 3 nè. Đây đó, mới gớm chưa? Này, đây là 3529. 3529. Đó, chúng chung tiền chưa? Đưa tiền chưa? Đó, buồn cũng được. 4 xị cũng được. Đó, là 11 10. Thay ngân đúng không? Em vô em có tiền rồi. Hôm qua mình vô lô trúng có hơi ngon cho vui mấy cho. À mà mình hơi chục ngon, hơi tờ. Hơi tờ mà trúng, nếu mà trúng 50 triệu người ta cũng được, ngon. Đó. Này nè mà ấn mà. Này. Nó như vậy. Đó đưa em mày trúng cái chơi mượn. À vì vậy anh chị thấy anh thấy trúng nghe 3529 3529 giờ 6 là 400 ngò nha anh chị. Qua ngày 30/9/2023 đây. Đó. 3529 nha anh chị. 3529 đây. Đó. 3529 4 con. Đó là đây giờ 6 nha anh chị, đây giờ 6 đây. Giờ 6 đây là 400 ngò nha anh chị. Giá 7 là 200 mà giá tốn là 100 mà giá 6 là 400 nha anh chị, 4 con. Nha anh chị. Này, 3529 nè. 3529. 3529 hậu tấn ra 3529 tấn ra 2023. Đây, tại giá số đây nha anh chị. Đó em máy chung tiền cho em chạy em mua 5 tờ. Đó, thì mình cũng quay lại cho anh chị mình xem cho nó vui, kệ nó chúng có giống chơi. Đó, ngày hôm qua thì em có đây, em 2 tờ nè anh chị. Đó hôm qua cũng quay cho anh chị xem rồi đó, 2 tờ này. Lấy mình khoe thôi. Đó, mình số 7 nè, nó mình số tóm nó số 7 nè. Nha. Đó. 2340 không tóm mà nó là 243 không tóm. Trăm xém em vô được 50 triệu cũng được nha anh chị. Đó, 43 nó đổ lại cho em thôi, 34 là nó đổ lại cho em thì em được 50 triệu. Đó, bây giờ chúng em về chúng 6 cũng được. Trong em qua em trúng 2 tờ đây. 2 tờ là được 100 triệu cũng được nha anh chị. Đó, mình đi vô số tóm nữa em hốt bọt luôn là 4 tỷ em lên đợi doa luôn, thành tỷ phú luôn nha anh chị. Rồi thì quay một xíu một đoạn cho vui, kệ nó trúng cũng đưa lên, nhưng mà kênh YouTube của em này không biết lộn gì anh chị, giờ lo lòm ăn không biết lộn gì thì cũng quay với số cho bà con xem có gì ủng hộ em, nhưng không biết quay gì bỏ cái kênh nó sẽ bị là tét kiếm tiền anh chị, cho nên phải quay cái này kia. Đó, thì không biết gì quay với số cho anh chị mình xem. Rồi, video em xin tạm dừng nha anh chị. Cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều nha.